Cái mục tiêu cuối cùng của mình là gì? Là cắt đẹp chứ không phải là thể hiện với khách là tao là tay nghề đỉnh. Cứ mở miệng ra cái đó là em biết rồi, nhưng mà tới khi làm thì chả biết cái gì cả. Chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho những bạn, cái video mình sẽ dành cho những bạn đang học nghề, đang theo đuổi ngành tóc và những bạn đang có dự định để theo đuổi cái ngành này ha. Đây là những cái lý do mà những cái vấn đề mà các bạn cần phải lưu ý và khắc phục khi các bạn đã quyết định chọn cái nghề này và quyết tâm học cái nghề này và các bạn muốn thành công. Sau khi xem cái video này á, mình không có hứa với các bạn thì các bạn sẽ thành công. Khi mà các bạn thực hiện những cái điều này cũng chưa chắc các bạn đã thành công, nhưng mà sẽ có một cái ưu điểm là các bạn sẽ có rất là nhiều kiến thức, nhiều cái nền tảng riêng cho các bạn để các bạn, đó là những cái bài học rất là đáng giá để cho các bạn, để các bạn lưu ý trong quá trình mà khi mình học nghề và làm nghề. Vấn đề đầu tiên mình cần nói tới các bạn là các bạn muốn thật là giỏi trong khi các bạn mới vừa học. Các bạn biết vì sao không? Tất cả những bạn mà khi mà học mà muốn mình phải thật là giỏi trong khi mà quá trình học cũng rất là ngắn. Nhiều bạn nha, hay hỏi mình và hỏi những cái giảng viên của mình và những tiệm khác, các bạn cũng thế luôn. Người thầy chỉ cho các bạn từ ngày đầu tiên tập cái kéo, tập cái tăm, cầm tất cả đồ nghề để bắt đầu cắt tóc. Các bạn mới học có khoảng tầm 2 tuần, 1 tháng hoặc thậm chí là tháng rưỡi. Các bạn chỉ mới cắt tóc được thôi, giao cái đầu của các bạn vẫn có thể cắt được. Nhưng mà gọi là đẹp thì chưa thể nào đẹp được. Tại vì nó cần thời gian từ một người cắt tóc cho tới một người cắt tóc đẹp rất là lâu mọi người, thậm chí là họ cần tới vài ba năm để họ trau dồi lần. Cái chuyện từ một người không biết cắt tóc thành một người biết cắt tóc rất nhanh nha mọi người, rất nhanh thôi. Khoảng tầm 2-3 tuần là các bạn có thể tự mình để cắt được một đầu tóc hoàn thiện rồi. Có thể không đẹp nhưng có thể cắt được rồi. Còn muốn cắt giỏi đôi cần nó cần vài tháng, thậm chí là vài năm, có nhiều người là cần tới 10 năm họ mới có thể cắt được một đầu tóc đẹp. Cái đó là chuyện bình thường, nên các bạn mới học nghề mà các bạn đòi mình phải đẹp, đòi mình phải giống như cái anh thợ trong tiệm vậy đó, đòi mình phải giống như thầy, đòi mình phải giống như cái bạn giảng viên, đòi mình phải giống như cái anh ở trên mạng, đó là cái điều không thể nha. Cái nào nó cũng phải có quy trình, cái nào nó cũng cần phải có thời gian cả, đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai mình muốn nói tới mọi người là không bao giờ chịu khó. Những cái thế hệ đi trước, những cái thế hệ mà các bạn nhìn vào những cái người mà họ có thành tựu trong nghề của mình hoặc tất cả những cái ngành nghề nào khác, thì cái mà đầu tiên họ phải rất là chịu khó. Không có ai mà làm phè phè phẩn phẩn, trừ cái trường hợp mà mình nói là trọc phú. Trọc phú là người ta hay dùng từ những thằng giàu mà ngu á, tài sản để do ông bà già hoặc là để lại này kia mà nó không biết cái gì hết. Cái trường hợp đó có nhưng mà nó rất là ít. Còn đa phần những người giàu á, thậm chí là những người mà do ba mẹ để tài sản lại luôn, họ cũng phải rất là chịu khó để gìn giữ cái tài sản đó lại. Và phải nhiều những cái người mà gọi là tự thân á, thì họ phải nỗ lực. Bản thân mình ngày xưa cũng thế, không phải là mình mà cá nhân cái thằng đéo nào nó cũng phải cố gắng, nó cũng phải khó khăn, nó cũng phải bao nhiêu chuyện biến cố trên cuộc đời thì nó mới thành công được. Trong khi các bạn học thì các bạn sáng giờ học như thế, các bạn tới thì tới thật là trễ, tới đúng cái giờ vào lớp, thậm chí vào lớp còn trễ nữa. Học xong sau giờ về thì không bao giờ quay lại tiệm để học hỏi anh em trong tiệm, để xem những anh em trong tiệm cắt như thế nào, để chia sẻ như thế nào. Sau giờ học là xách xe thẳng về, tối đi uống cà phê, đi nhậu, đi chơi, đi đồ này kia thì được. Và các bạn đòi là sau 3 tháng các bạn phải giỏi như cái người kia, giỏi như người nọ. Và nhiều bạn có một cái tính là tự tin quá mức về cái năng khiếu của mình. Tự tin quá mức là sao? Các bạn thực sự các bạn không có giỏi như các bạn tưởng đâu, nhưng mà các bạn lúc nào cũng nghĩ là mình rất là giỏi. Và các bạn phải nhớ một điều nè, thậm chí có một cái điều mà mình muốn nhắc với các bạn luôn, thậm chí khi mà các bạn học nghề rồi á, học ở một người thầy nào đó rồi, cho dù bạn có giỏi, có đỉnh cao, có như thế nào nữa, thì khi mà người thầy họ truyền tải kiến thức khác, kiến thức mới cho các bạn, thậm chí cái kiến thức đó các bạn có thể học trên mạng rồi, thì các bạn vẫn nên thả cái tôi của mình xuống để mà nghe cái kiến thức mới của thầy của mình dạy. Hoặc là thậm chí là thầy mình dạy rồi mà có một cái người nào đó trên mạng họ chia sẻ, thì mình cũng phải thả cái tôi xuống để mình nghe, để mình có coi mình có học hỏi gì thêm được nữa hay không. Chứ còn các bạn mà cứ mở miệng ra cái đó là em biết rồi, nhưng mà tới khi làm thì chả biết cái gì cả. Có một cái điều các bạn làm thì các bạn không biết cái gì hết, nhưng mà lúc nào mở miệng ai dạy các bạn cũng nói là em biết rồi, cái đó em biết rồi, được rồi. Thì chắc chắn những cái bạn như thế thì mình nghĩ là khả năng cao các bạn cũng rớt, chứ cũng không có thể nào thành công được. Cái chuyện mà đẹp hay xấu á, từ từ nói để cho khách hàng họ chấm. Cái chuyện mà các bạn đẹp hay xấu thì các bạn hãy đợi khách hàng là người chấm điểm. chứ kể cả những cái người thợ tóc, bản thân mình nha, mình thấy mình cắt cá nhân mình nha, mình thấy mình chả có cái khỉ gì gọi là đẹp cả. Đối với mình thấy cá nhân mình thấy mình chỉ có truyền tải tới kiến thức thêm một số cái mình có thể biết được cho các bạn thôi. Còn về cắt tóc mình đính chính với mọi người là mình cắt không đẹp, có thể gọi các bạn gọi là xấu đi cũng được. Nhưng cái chuyện mà các bạn đánh giá, những người mà họ đánh giá xấu hay đẹp, thực sự đối với mình, các bạn thấy là mình không bao giờ mà comment lại, hoặc là không bao giờ mà nói là thằng kia nó chê mình cắt xấu mà mình chả là tại sao tao xấu chắc gì mà cắt đẹp. Tao chưa bao giờ mình đi tranh cãi những cái việc đó với mọi người. Tại vì mình nghĩ là cái đó để cho khách hàng họ đánh giá. Làm sao mà để các bạn kiếm được tiền, các bạn nuôi được vợ con, nuôi được gia đình, các bạn gọi là giúp được xã hội này kia thì ok. Còn cái việc mà các bạn có cắt đẹp, có cắt đỉnh như thế nào nữa mà tiền còn không đủ ăn để nuôi vợ con thì thật sự nó cũng chả có cái giá trị gì cả. Đam mê á, thì nó có một phần thôi. Có nhiều tình trạng mình làm nghề thì nguyên tắc mình phải cần có đam mê để mà đưa cái ngành tóc mình phải phát triển hơn nữa, phải cần cái đam mê. Nhưng mà đôi lúc thì nó phải cần tài chính, nó cũng phải cần kiếm tiền. Bản thân mình là mình thế. Còn mà đối với mình, nếu mà một cái nghề này nha mà nó không có cho mình cuộc sống tốt, không có đủ tiền để cho con mình đi học, không có đủ tiền nuôi vợ thì cá nhân mình lại bỏ nghề, chứ không có mắc mới gì mình phải giữ cái nó hết. Kế tiếp là không có nề nếp. Điều thứ tư mình muốn nói với bạn, không có nề nếp là sao? Vào trong tiệm á, thích thì mặc giày, thích thì mặc giáp, thích thì tác phong. Mình thì cực kỳ ghét cái cụm từ cũng được. Mình đã nói cái vấn đề này trên nhiều cái video của mình trên YouTube và TikTok rồi. Thì đa phần các bạn lúc nào cũng được. Đối với mình là chỗ được với không được, chứ không có cũng được. Cắt tóc đâu có cần phải mặc quần dài đó, mặc quần đùi cắt cũng được mà, đúng không? Đâu có cần phải mặc ghi lê thắt cravat đâu, đâu cần phải mặc đồng phục đâu, cũng cắt tóc được mà, đâu có ảnh hưởng đâu mọi người, cắt được hết. Và cũng đâu cần phải tông đơ Mỹ đâu, tông đơ Tàu cắt cũng được mà, đâu cần phải mang dài đó, mang dép cắt cũng được mà, đúng không? Mặc quần đùi cắt cũng được vậy, đâu cần phải mặc áo ba lỗ cắt cũng được, ở trần cắt cũng được. Nhưng mà cứ cũng được như vậy là cái tiệm nó tanh bành khói lửa. Các bạn có thấy một cái tiệm lớn nào, một cái tiệm chuyên nghiệp nào mà tác phong rồi này kia nó lôi thôi. Và các bạn phải tập ở đây là tập khi trong quá trình mà các bạn học nghề luôn, các bạn phải tập rồi. Nếu mà thật sự các bạn muốn phát triển cái nghề của mình. Còn các bạn luôn luôn nói tại vì em ở quê em nó không có đòi hỏi như thế đó. Cái đó mình cũng không có thể nào bắt buộc các bạn được. Tại vì cá nhân mình vẫn thấy có rất là nhiều học trò của mình ở những cái vùng tỉnh rất là xa. Nhưng mà khi lên mình học tập làm việc theo kiểu đó rồi về nhà, đồng phục của các bạn vẫn là áo ghi lê thắt cà vạt, mặc dù các bạn chỉ là một tiệm ở một xã, ở một vùng quê nghèo bình thường thôi, ở dưới miền Tây thôi. Và tác phong của bạn vẫn rất là chỉnh chu và khách của các bạn vẫn rất là đông. Mình phải tạo cái thói quen mới. Những cái gì mà nó tốt thì mình giữ, còn những cái nào không tốt thì mình bỏ. Mình không có nói tới cái việc mà phải mặc quần đùi này kia là nó sẽ không tốt, quần dài. Cá nhân mình khi mình về quê thì mình cũng quần đùi áo ba lỗ hoặc là quần đùi áo phong thun này kia bình thường, nhập gia tùy tục. Nhưng mà vào cái nghề của mình cá nhân mình khi mà mình đặt cái mục tiêu để mình phát triển thì khi mà các bạn học, các bạn phải tập ở đây là tóc tai. Bước vào tiệm tóc tai phải gọn gàng, tóc tai mà bùm xùm. Mình làm nghề làm đẹp mà mình tóc tai như thế thì thằng nào nó dám đưa cho mình làm, mọi người thấy có đúng không? Rất là nhiều bạn, thực sự mình nói thiệt là rất là chán đời về cái vấn đề này luôn. Nên các bạn phải chuẩn bị về tác phong này, ăn mặc nè, tác phong giao tiếp này, không thích phải thích nói chuyện kiểu gì ở trong lớp thì nói đâu nha. Điều thứ năm mình muốn nói tới đây là các bạn học quá nhiều trong thời điểm bắt đầu. Cái giai đoạn các bạn mới bắt đầu học nha, mà các bạn nhét quá nhiều cái kiến thức vào trong đầu mình. Các bạn học người này, học ở trên mạng, học thêm kiến thức ở cái ông thợ khác. Nếu cái đó là rất là tốt khi mà các bạn có một cái nền tảng sơ rồi, tức là các bạn học cũng tầm 3-4 tháng gì rồi, các bạn có cái nền tảng cắt tóc rồi, các bạn hiểu được rồi thì các bạn nên học. Cá nhân mình là rất khuyến khích các bạn học. Tại vì mỗi người thầy họ sẽ có một kiến thức, một cái bài học, một cái chương trình học, một cái lịch học, một cái kỹ thuật dạy nó khác nhau. Và mỗi người thầy họ đều có một cái hay riêng á, nên các bạn phải học rất là nhiều người. Cá nhân mình khi mình về mở tiệm, mình là một người thích về kinh doanh nhiều hơn là thích về ngành tóc, mình chia sẻ thẳng với mọi người như thế. Nhưng mà có cái là khi mà mình về kinh doanh thì mình học cái cách quản lý của cái tiệm ngày xưa mình làm nó một ít, rồi cái chỗ kia nó một ít, và mình quy chụp lại và nó thành một cái cá nhân của mình. Và cái ngành tóc cũng thế, cái cách uống thì mình học của bên tóc nữ một ít, rồi nhuộm, rồi cách vô thuốc này kia thì mình học lung tung, chứ chưa chắc nó đã giống như thầy của mình dạy cái ngày đầu tiên mà mình bắt đầu học nữa. Thậm chí nó không giống nha, thật sự không giống. Nhưng mà đối với cá nhân mình á, là mình học những cái thứ đó khi mà mình đã có nền tảng rồi. Còn các bạn mới vào học chỉ bắt đầu cầm cái kéo nè, cầm cái lược, cầm cái tông đơ mà các bạn đã học quá nhiều người thì nó sẽ bị tạp nham, tức là nó rất là lộn xộn. Các bạn biết không? Có nhiều cái chuyện mà các bạn, Cường đã nói rất là nhiều lần về cái việc mà cầm thao tác đồ nghề rồi. Các bạn cầm cái kéo á, cầm cái kéo cắt tóc á, các bạn cầm kiểu nào cũng được các bạn, miễn sao các bạn cắt đứt sợi tóc giúp mình là được rồi. Và cái mục tiêu cuối cùng của mình là gì? Là cắt đẹp, chứ không phải là thể hiện với khách là tao là tay nghề đỉnh, tao cũng không phải là gọi là gì đó kinh nghiệm xử lý kéo, xử lý đồ này kia của tao phải chuyên nghiệp, cái tay tao phải cầm như thế này như thế nào. Thực sự nó không có quan trọng. Giống như cái thói quen của mình cắt kéo mình hay giấu lui sau, nhưng có nhiều người họ cầm tới trước. Từ xưa tới giờ những cái thế hệ ông, thế bà, thế hệ cha chú của mình họ vẫn cầm phía trên, họ vẫn cắt tóc bình thường. Có ai cắt tóc không được không? Họ vẫn cắt bình thường, cái lược họ vẫn cầm theo kiểu rất là bình thường, rất là đơn giản, họ vẫn cắt bình thường. Sau này thì anh em mình có thể cải tiến hơn một tí xíu, cái đó thì tốt. Nhưng mà khi các bạn biết làm nghề, có một cái nền tảng đã rồi, các bạn hẳn sửa lại để tập lại những cái thứ đó. Cái đó thực sự là nó là chỉ phần phụ thôi, thì các bạn làm hình ảnh, làm truyền thông hay cái gì đó thôi. Chứ thực sự cái chuyện cầm cái kéo nó không có liên quan gì tới việc các bạn cắt đẹp hay cắt xấu á, trừ trường hợp cầm đúng kỹ thuật nha. Rồi trường hợp giống như cái kéo mà các bạn thay vì xỏ cái ngón giáp út mà mình xỏ cái ngón trỏ thì nó lại một cái câu chuyện khác, các bạn cầm sai hoàn toàn rồi là khác. Còn cái kỹ thuật kéo các bạn cầm cắt phía trong này hoặc là nhấp ra phía ngoài này nó không có ảnh hưởng gì cả. Nên các bạn học á, thì các bạn học một thầy thôi, học một thầy thời gian đầu thôi. Khi mà có một cái nền tảng sơ rồi các bạn hẳn lên mạng để xem những anh em trên mạng họ chia sẻ thêm nhiều bài học thêm để mà mình mở mang. Chứ còn mà khi các bạn cắt tóc học tùm lum rồi, khi mà về dạy thực sự cắt nó cũng không đâu vào đâu hết. Và nhiều khi về thì các bạn lại chưa nhận diện được đúng sai mà các bạn lại nhận xét, thậm chí là những anh em trong tiệm mình á, thậm chí một thằng học viên ở tiệm mình đã có một học viên nhận xét cái mụn thợ luôn. Nên là cái điều mà mình muốn nói ở đây á, nên mong các bạn nhớ là nhắc lại một lần cuối cùng nữa, mong các bạn khi mà học nghề á, thì các bạn nên hạ cái tôi mình xuống để luôn luôn trong cái tư thế phía dưới nhìn lên phía trên để mình học thêm kiến thức của những cái người mà thế hệ đàn anh, đàn chú, đàn bác họ đi trước. Kể cả những cái người mà họ là lớn hơn mình rất là nhiều nha, giống như những cái hạng như chú bác họ lớn 60, 70 tuổi. Thậm chí như cá nhân mình, các bạn sẽ thấy là mình hay thường học viên mình cắt tóc. Và cái thứ hai là mình hay ghé những cái tiệm bình dân mình cắt. Tại vì sao? Ở trong tiệm mình vẫn có thợ, mình được cắt miễn phí, mà tại sao mình không cắt? Đâu phải thợ của mình cắt không được đâu, hoặc là cắt không đẹp, hoặc như thế là mình thật sự rất là dễ tính. Nhưng mà đối với mình, khi mà mình cắt tóc của những bạn học viên là tại vì mình dạy nghề thì mình phải giao cho đầu cho học viên mình cắt. Mình dạy nghề mà mình không dám giao đầu cho học viên mình cắt thì còn gì là thầy nữa. Cái thứ hai là mình hay đi cắt ở tới những cái tỉnh lẻ thì mình hay vào những cái tiệm bình dân hoặc những cái tiệm vỉa hè để mà mình cắt tóc. Tại vì những ở đó cái mà mình được ở đây không phải là một mẫu tóc ưng ý, có thể là chưa chắc họ đã cắt cho mình ưng ý, tại vì cái style của những chú hồi xưa có thể nó khác. Nhưng mà cái mình là mình coi cái thế hệ ngày xưa họ làm nghề như thế nào, tức là thậm chí những cái phấn mà của người Huế quẹt, thậm chí mình tới một số vùng mình mới thấy. Đó là những thứ mà mình được biết, mà cái thế hệ thời sau này mình không bao giờ được biết. Cái của mình được học ở đây là câu chuyện, cách làm việc. Và mình cũng, cá nhân mình cũng thấy là không biết tới năm 60, 70 tuổi, nếu mình còn sống nha, nếu mình ngẫm thì không tính, nhưng mà nếu mình còn sống không biết mình có còn giống như các chú không, có vẫn đứng cắt tóc hàng ngày cho khách hàng của mình không. Nên cái chuyện mà các bạn học nghề là cái chuyện cả đời, chứ không phải cái chuyện mà các bạn học xong rồi thích thì làm, không thích thì nghỉ. Tại vì đa phần những bạn học nghề, đa phần không phải tất cả nha, thì còn trẻ, còn rất là trẻ. Đa phần ở học viên ở QC mình thì đa phần học viên có tầm dưới 20 hoặc 21, 22, 23 gì đó thôi, chứ cũng ít có bạn lớn. Thì cũng có một số anh cũng 30 mấy 40 rồi, cũng lớn chứ không phải nhỏ, nhưng mà ít, đa phần là những bạn trẻ là nhiều. Nên các bạn muốn thành công, muốn này kia thì các bạn cần phải sự cố gắng và lưu ý 5 cái điều mà nãy giờ mình mới chia sẻ. Để đầu tiên, để không có làm bạn bè trong lớp mình khó chịu. Cái thứ hai, không có làm thầy của mình khó chịu. Cái thứ ba là mình có một cái nền tảng, một cái kiến thức để mình làm nghề, để mình phát triển cho cái nghề mình nó mạnh lên nữa. Các bạn lưu ý những cái vấn đề này giúp mình nha. Và đó là những cái phần chia sẻ của mình. Và chúc tất cả anh em xem video này chuẩn bị học nghề, đang học nghề, và những anh em đã làm nghề rồi mà thấy là Cường có chia sẻ cái gì đó mà nó sai hay không thì mọi người có thể comment, đóng góp ý kiến. Cường luôn luôn gọi là rất là muốn những anh em, thậm chí anh em có thể chửi mình về những cái việc mình nói không đúng cũng được, mình luôn luôn là một người gọi là tiếp thu và học những cái góp ý đó của các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video này trên kênh YouTube và kênh TikTok của Quốc Cường. Chào tạm biệt mọi người, bye bye.